Hoa tam giác mạch vốn là loài hoa hoang dã thường mọc ở các cao nguyên có khí hậu lạnh như miền Bắc. Cũng chính vì thế mà sự xuất hiện của loài hoa này giữa một cánh đồng hoa ở thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút rất nhiều sự tò mò của du khách trong thời gian qua. Thưa quý vị, hiện tại thì tôi đang có mặt tại cánh đồng hoa trên địa bàn huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Và cánh đồng hoa này đang là điểm được tìm đến để tham quan và chụp ảnh rất là nhiều của những người yêu hoa và các du khách. Bởi nét đẹp của cánh đồng hoa này chính là sự xuất hiện của loài hoa tam giác mạch, loài hoa đặc trưng của vùng đất Hà Giang. Chủ nhân của cánh đồng hoa rộng 14.000m2 này chính là chị Vũ Hà Anh Tú. Vườn hoa được chị trồng thử nghiệm để phục vụ cho Tết Nguyên đán, hiện đang trở thành địa điểm được săn lùng bởi có sự xuất hiện của loài hoa tam giác mạch, loài hoa đặc trưng của vùng đất Hà Giang. Đây thì nó có rất là nhiều hoa. Thì đầu tiên hết là mình có trồng thử nghiệm là hoa tam giác mạch, là một trong những hoa đặc biệt ở trong cái trồng thử nghiệm để mà mình rút kinh nghiệm ra để mình nhân rộng cái mô hình là trồng thành một cánh đồng lớn. Trong quá trình trồng thì mình rút ra được kinh nghiệm là phải trồng tam giác mạch ở vùng đất cao, những vùng đất thấp thì gần như là tam giác mạch không lên được. Các bạn rất là tò mò tìm đến thì đó cũng là một trong những cái động lực cho mình. Mình nghĩ là cũng rất là nhiều những bạn trẻ thích cái hoa tam giác mạch nhưng mà không có điều kiện đi ra đến Hà Giang coi, nên mình quyết định là mình đem nó về để mà mình trồng ở tại cái cánh đồng hoa ở Nhị Bình, Hóc Môn.